Chào các như ngày hôm qua lục cái tủ lạnh ra thì giờ lôi ra khô. Mình thích ăn khô ăn mắm các bạn, thích lắm. Mấy món này mình thấy mình chơi liền à. À, khô lù đù với lại khô và cái gì mẹ quên à. Cái dứa, cái dứa mình khoái ăn con cái dứa nữa, nó có mỡ á. Mình ăn nó béo béo ngon. Thế rồi. Ngon quá. Cái sở thích ăn khô ăn mắm là do sở thích mỗi người thôi các bạn, không ai giống ai đâu. Các bạn biết nghệ sĩ Hoài Linh đó, lúc nào cũng ăn khô ăn mắm, sơn hào hải vị không bao giờ ăn. Giàu có cỡ nào đi chăng nữa cũng ăn khô ăn mắm. Chăm bầu nó mau thiêu, mẹ nấu xong nó bỏ tủ lạnh liền. Giòn rụm. Giòn không? Mẹ ngồi đó tuốt đó vậy. Đây nè. Thôi. Thôi đi. Không thấy hình. Vô video cho đã buồn chứ có mình con. Tiếc đạt đi công chuyện rồi các bạn. Chút bây giờ ăn xong. Ngon quá. Mấy này hình như mẹ đem từ Việt Nam qua phải không? Đem Việt Nam á. Hai năm rồi đó. Trời ơi. Kỳ nhớ gửi nguyên nguyên thùng qua cả đi cho con không? Ừ. Đó bị hư hết trơn. Khô thì có thể mày để lâu được, mà thịt đó mà không nên để lâu. Gửi mà nó bưu điện trễ hư nó thúi trơn. Sao không? Ngon quá. Cái này nó béo. Con Sơn mua cá này đâu? Nhà thờ gì đó cho dịp á. Hả? Đối diện nhà thờ cha Diệp là chơi với gì á, lần đó bán khô dữ lắm, lần trước con có về con có mua mà. Trời ơi khô tôm khô cũng rất. Giòn đụng ngon ghê các bạn. Ở bên Mỹ này á, mấy cái chợ Việt Nam á, nào chợ châu Á là có bán khô chứ không phải là không. Nhất là chợ Việt Nam ở bên Cali, khô lù đù có, khô có dứa cũng có luôn, nhưng mà nó mặn dữ lắm. Có khô lù đù lạc cũng có nữa, lạc giống vậy cũng có luôn, nhưng mà nó lại mắc, mắc lắm các bạn. Mua Việt Nam qua thì nó rẻ hơn nhiều. Với có một vài loại á, trời ơi nó mặn, không hiểu sao nó mặn dữ vậy, ăn không nổi luôn. Cái đó khô, cái này khô một khoáng gì vậy? Chắc vậy. Họ hơi có một 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 tháng họ không có ướp mặn. Trời ơi nó mặn. Mấy cô ấy mua ăn làm sợ luôn. Cái này thì là ghét thật. Lạc quá. Mẹ phải ướp miếng nước mắm chứ. Giờ vừa ăn ngon ghê. Lù đù lù đù. Con cá dứa nó được cái nó có cái lớp mỡ của nó đó, mỡ nó ngon lắm. Chiên nó lâu lắm á. Dạ hả? Chiên nó rất là lâu về, tự nó mở, chiên nó nhìn nó giống như con cá bơ, cá gì, cá hú gì phải không? Cá dứa nè. Nó giống như cá trà. Giống như cá tra. Nhìn nó giống giống vậy hả? Tao nghĩ cái cá trà quá. Nó tra thịt mỡ nó phải vậy ta? Cá trà thì mỡ nó vàng. Mỡ nó vàng. Cái này nó trắng. Này mỡ trắng. Cá tra mỡ vàng. Hồi xưa bên Việt Nam mấy con cá mà bự bự giống cá tra, nó kêu là cá tra biển hồ. Cá Cha bị cá này biển hồ hả? Kêu vậy không biết. Cái này nó lạc lắm, mình phải rửa lại muối xong rồi rửa lại muối xong rồi cái để nó ráo mình bỏ nước mắm với thì tiêu với ớt bột nó xíu một đêm vô ướp nó có bỏ xả, có khi bỏ xả khi không thì theo người. Không khô lù đù nó không ngon, là con Thơm mua đó là ngon, mà gửi cho con thử chưa, thử chưa bị trễ đâu các bạn, bị lạc á. Uống về nó không khô á. Ủa như sao? Uống như sợ. Con lãnh từ bưu điện ra một cái luôn. Nó thúi à? Trời ơi nó thúi. Đó rồi. Cái chỗ bưu điện á phải bỏ vô cái bịch ni lông nó cột rồi luôn. Vậy hả? Đừng nó bị lạc ở đâu không biết, mày biết không? Nó lạc lâu, nó xì ra hả? Nghe mùi á. Trời ơi. Ê vậy đâu có khui ra hả? Giục luôn hả? Trời ơi.
giục luôn chứ ngửi cái mùi bên ngoài thấy chịu không nổi rồi. Mà hên lúc đó nghe, lúc mà gửi mẹ tính gửi chưa đã bông qua trong bói luôn. Ồ vậy hả? Cái ta khí sao ta hồi lại không bỏ vô. Ừ. Ừ, sao nó lạc mất không bỏ vô. Không thôi là chắc mà giục luôn không? Mua đồ chắc bông bên Việt Nam đó, tính gửi cho ông bà bối. canh bầu nè các bạn. Ăn mấy cái canh này mà ăn với cái khô nó mặn mặn nó vừa ăn luôn. Ngon. Bữa mình có làm clip mà mẹ được nhận được tiền á các bạn. Mẹ vui lắm. Được giờ một tuần là được như ta Gần 900. chín 900. Đó là mới. Tiền thất nghiệp với tiền 600 đồng. 600 đồng với chị kia 100 mấy nữa. Ê, chị kia hình như 300. 200 mấy. 200 mấy, 300. 300 mấy là 900. Từng là 900 đỡ. Thì mẹ mình á là khai thuế đất lưu sư, có nhiều người anh chị hỏi trong đó rồi thêm nay đi nay đất lưu sư, mình nói luôn đất lưu sư nha. Rồi nhiều khi những tiểu bang khác, những người khác chưa có thì mọi người phải nên chờ, Bé tại Thanh vì cũng chưa có đâu. Bé Thanh cũng chưa có, tại vì không phải ai cũng nó vô cùng một lúc, giống như nó phải coi chi tùm lum hết mọi người, với lại mỗi tiểu bang mỗi khác nhau nữa, cho nên là mọi người nên chờ và đừng nôn nóng ha. Là một lượt một luôn á mà mấy thằng chưa có mẹ có chưa. Các bạn thấy không? Với một phần nữa, mọi người hỏi là điền đơn ra sao, thì mọi người á đang ở Mỹ á, nên đi ra cái chỗ mình khai thuế á, mình hàng năm mình khai thuế á, đi ra đó nhờ họ làm là chắc ăn nhất. Rồi họ tính phí mình khoảng gần vài chục bạc mình trả cho họ cho rồi, để họ làm cho nó suôn sẻ các bạn. Nếu ai rảnh thì tự làm ra đó. Thấy bữa liền đạt liền cũng dễ. Không, nhiều người lớn tuổi không biết làm nè, không biết được. Không biết thì ra chỗ mình khai thuế mình làm thôi. Họ chạc mình mấy chục á, chuyện phần tiền công á, trả tiền cho họ rồi xong. Ăn rau luộc à? Rau luộc buổi sinh nhật của con tới nay còn á. Một chén giờ thêm nửa chén, con này không tổng được 2 chén. Tao một tô. Bộ hai con lớn mẹ ăn cơm nhiều. Mà con ăn nhiều được rồi. Mẹ ăn nhiều quá không nổi. Cơm mình ăn ít mà đồ ăn mình ăn nhiều. Nào vậy? Rồi, cái mỡ cá ăn đây. Đây. Mở hả? À. Đó. Chị Chà, mà miếng canh. dè Miếng dè cứng canh không ngon. thì dễ hấp. Cơm khô còn khó nuốt. Cái vậy? Có canh vô ăn nhanh. Này là một trong những bữa cơm mà đúng thuần túy Việt Nam luôn á. Mình là thích ăn những đồ ăn Việt Nam như này, mình không thích ăn đồ ăn Mỹ nha. Không thích. Bít tết, bít tiết gì này kia lâu lâu ăn một lần một thôi, nghỉ luôn. Lâu lắm mới ăn lại. Còn mấy cái bánh ngọt hay là bánh này bánh kia của Mỹ là không bao giờ ăn. Ngoài trời đói quá, đi ngoài đường đói quá, không có gì đó là chịu, chịu trận.
Mẹ làm tháng nào mẹ cũng ăn bánh mì của Mỹ. Mua cà phê cái hay mua luôn luôn bánh mì của Mỹ ăn. Thịt bò. Trứng với chiên. Không phải là ăn không được các bạn, mà ăn không thấy ngon lành gì hết á. Đó là cái mình chia sẻ. Chứ mà ăn không được nó vô lý, ăn vẫn được. Nhưng mà ăn nó không ngon, cho nên mình không ăn. Vậy thôi. À, ăn cơm ở nhà hoặc ăn gì đó ở nhà mình thích. Đó, con khô rồi mà ngon. Ngon ha. Không gì ở mà ở đây đâu kiếm mấy khô ra được. Chợ bán bằng khác à. Ừ, nó chắc à. Này ngon. Để bình thường thì nó lạc lắm. Ăn nổi, nó lạc quá mình ăn cũng thích. Thì ướp chút xíu mắm vô. Vừa ăn. Là thủy hao hô. Sáng chúng mình ăn canh này quá chừng. Gì không? Ừ, canh bầu với cơm, nó ăn cá chép. Thích ra ngộ ha. Ừ. Mong mọi người trong nước Mỹ nhận được tiền hỗ trợ của chính phủ. Thì mọi người cứ yên tâm đi, chắc chắn là mình sẽ được á. Chẳng qua là mình phải chờ đợi thôi. Được ngàn hai phải không? Ngàn hai. Con nghe nói tuần sau. Có người nói ngày hôm nay. Có người nghe tôi nói tuần sau, không biết nữa. Tùy theo mẹ, giống như tùy theo tiểu bang, tùy theo mẹ kia mới à. Chứ nó không có một hàng loạt giống nhau đâu. Đỡ không cho gì đỡ, cho thêm 600 đỡ. Ừ. Quá đỡ luôn. Thêm 600 một tuần mới đủ tiền chi phí người ta. Ừ, đủ chi phí. Chứ tiền thất nghiệp đâu có đủ. Ừ. Ở đây ai cũng phải đóng tiền nhà. Đúng rồi. Anh em ở chung với cũng phải chia tiền nhà hết. Đúng rồi, cha mẹ, ai cũng phải chia. Đó, mình chia sẻ cho mọi người ở bên Mỹ thì người ta rành quá rồi. Nhiều người, nhiều bạn ở bên Việt Nam nói là mình nhiều khi ở ké, ở độ mẹ. Không ở ké đâu. Không bao giờ có chuyện ở Mỹ nha các bạn. Mình nhớ điều đó. Con Thanh nó đi qua Mỹ ha. Chỉ có một tuần trước, tuần sau. Là bắt đầu nó lo đi học bằng đúng một tháng sau là bắt đầu phụ tiền nhà đó. Thấy chưa? Dù cho cái nhà mướn hay nhà mua gì cũng vậy hết. Nhà mướn cũng phải phụ nhà mướn. Nhà mướn cũng phải phụ nhà mướn. Nhà mua cũng phải phụ nhà mua. Tại diện tuyết nó hàng tháng nó đóng tiền. Đóng tiền cho nhà băng, ngân hàng để nó trả cái tiền nhà này. Thì mình ở chung thì mình phải phụ với nó. Giống như bây giờ mình không phụ với nó ở đây. Mình đi mướn ở chỗ khác mình phải trả tiền vậy. Đúng không các bạn? Mà mình không có được gần gũi gia đình nữa. Thì ở đây trong gia đình mình phụ với nó để mà trả cái tiền nhà. Thì đó là cái quy luật thôi. Ở đâu cũng vậy hết á. Ở ngoài mướn cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy. Nếu mà mình không ở chung với nó hả thì nó cũng phải cho người khác thuê. Đúng vậy. Để nó lấy tiền nó trả chứ một mình nó không có gánh nổi nhà. Nhiều lắm. Đủ cái tiền đó. Đúng vậy luôn. Còn gia đình ở chung thì nó đỡ hơn chút. Còn nhà thuê cũng vậy, nhà thuê hả cũng phải phụ trả tiền nhà. Tự nhiên nhà thuê là mình cũng phải mướn nguyên một cái family á. 3-4 phòng. Rồi bắt đầu chia ra. Điện nước. Mùa đông á xài ra hít ga nhiều nhiều tiền. Đó. Dạ. Cái cuộc sống ở Mỹ nó như vậy đó các bạn. Bây giờ cái nhà này, ví dụ con Tuyết á, rồi nó đã trả đứt cái nhà rồi, nhà của nó rồi, mình ở mình vẫn trả tiền cho nó như thường. Chứ không phải là cái nhà này của nó rồi, mình vô mình ở ké, không có chuyện đó đâu nha. Mỹ là như vậy.
Bây giờ mình không trả tiền cho phụ tiền cho nó, trả tiền cho nó thì nó sẽ cho người khác mướn để nó kiếm một số tiền đó để nó chi phí cho cái hàng tháng của nó nữa. Ví dụ như nó lấy tiền đó nó đóng tiền điện, tiền nước, tiền thuế đất hàng năm rồi. Đúng không các bạn? Mình ở thì mình thay vì mình ở nhà, ví dụ như mình phụ nó bao nhiêu đây tiền. Còn mình mướn ở bên ngoài nhiều khi mình mướn còn mình thuê còn mình ở riêng còn mắc hơn là mình ở chung với nó. Ở Nhiều riêng khi mắc anh hơn. em á lại bớt chút đỉnh nhưng mà vẫn phải trả chứ không có chuyện mà ở phi đâu nha. Cái đời sống ở bên Mỹ, cái đời sống Mỹ nó như vậy chứ đây là không phải là cái luật gì cả. Đời sống ở Mỹ là coi như Đời là sống vậy sòng đó, phẳng. sòng phẳng. Sòng phẳng. Không có giống như là cũng không có nhờ vả gì nhiều mà chỉ là hỗ trợ về giống gì làm cũng là người thân trong gia đình nó vẫn hơn là người ngoài. Giúp đỡ nương tựa lẫn nhau nhưng mà không có chuyện mà lo từ A đến Z đâu nha. Ngon quá mẹ. Ở Mỹ nhiều người mua nhà hả? Ở đúng phần. Còn nhiêu cho mướn không? Cho mướn hết. Cho mướn hết. Nhà ta mua 3, 4 phần, 4, 5 phòng tùy theo. Ở đúng hai chồng. Một phòng một. Nếu mà có con lớn ở một phòng là hai phòng nữa thôi. Còn Chỉ bao cho nhiêu họ mướn cho hết. mướn hết các bạn. Ở chung vậy đó. Còn nếu anh em ở chung thì anh em phải trả tiền, phải phụ tiền thì nó như nhau rồi, y chang không khác miếng nào. Mà Tại vì ai mua cho nhà cũng thiếu nợ chứ á. ai ở nhà cũng thiếu nợ hết. Nếu mua nhà mua trả góp á, thì họ cho mướn họ lấy cái tiền đó họ trả tiền nhà hàng tháng. Đó, trả hàng tháng. Vậy thôi, chừng nào hết thì thôi. Nhận mua nhà thì khó khăn ha, mà như Việt Nam ha, có tiền mua cái xong. Bên đây đâu phải dễ có tiền, Nên mua nhà khó luôn. làm đâu phải dễ có một nồi 500 ngàn triệu đô la có sẵn trong túi, làm gì có, đâu phải dễ. Ngoại trừ mẹ hả, kinh doanh lớn làm ăn lớn thì may ra, còn cứ lèo tèo đâu phải chuyện dễ dàng mà để dành một số tiền lớn như vậy. Một số tiền lớn là tới hồi lúc mua bỏ ra mua cũng không phải gì mua được đâu nha. Nó hỏi nó điều tra tiền đó đâu mà khó Điều tra tùm lum là không mình làm ở đây bao nhiêu năm, mình khai thuế bao nhiêu năm, nó biết hết trơn à, nước trên biết hết trơn à. Việt Nam mới qua mà có 2 năm thử cầm thử coi 200 ngàn ra mua nhà thử coi, nó không hỏi tụi con. Khó khăn lắm chứ mà dễ đâu. Rồi mua cái nhà trả góp cũng vậy. Các bạn mà không đóng thuế cho chính phủ á, làm cái gì kinh doanh gì không cần biết, họ sẽ kiểu điều tra coi là trong vòng 2 năm 3 năm giờ về trước bạn có đóng thuế cho chính phủ hay không, và bạn làm công việc gì, thu nhập của bạn bao nhiêu tiền một năm, rồi bạn đóng tiền bao nhiêu tiền thuế, thì cái tụi nhà băng á nó mới biết được à mình có kinh doanh này nè, mình có thu nhập, nguồn thu nhập như vậy nè, thì bạn thiếu nó bao nhiêu tiền, thiếu nhà băng bao nhiêu tiền, thì họ sẽ tính toán và họ cho các bạn để mà mua cái nhà. Có nghĩa là nhà băng sẽ trả đứt cái nhà này cho cái người chủ và mình thiếu tiền là nhà băng và mình trả nhà cho nhà băng hàng tháng. Đó là cái mua nhà trả góp bên Mỹ nó như vậy. Còn nếu như mà bạn mà không cái thu nhập hàng năm của bạn mà ít á, không có đủ để mà mua cái nhà, hoặc là khi các bạn mua cái nhà họ nhắm họ tính toán là bạn không có khả năng còn bạn trả hàng tháng cho họ, thì họ sẽ không cho các bạn mượn, hoặc là họ chỉ cho các bạn mượn ít thôi. Ví dụ như thay vì các bạn có thể mượn được 500 ngàn để mua cái nhà, nhưng mà cái khả năng của bạn á, cái thu nhập hàng năm của bạn ít quá thì họ chỉ cho các bạn mượn 200 ngàn thôi. Đó thì bạn phải kiếm thêm 300 ngàn nữa bạn đắp vô bạn mới mua được cái nhà đó. Còn nếu bạn không có tiền thì bó tay. Đó là cái luật của bên bên Mỹ về cái đó là vậy. Không phải là muốn mua cái nhà trả góp là chuyện đơn giản, không hề dễ. Các bạn biết Tiết hôm bữa cũng có tâm sự sơ sơ, các bạn thấy mua cái nhà trần ai luôn, là tụi nhà băng nó thấy mình còn thiếu bao cái gì nó bắt phải trả hết những cái lặt vặt để nó thấy là à mình không có thiếu nợ ở đâu hết, mình chỉ thiếu nợ duy nhất mình đó thôi, để nó thấy là à, mình làm được bao nhiêu tiền, mình có khả năng mình trả cái tiền nhà hàng tháng cho nó. Ồ, nó vậy luôn các bạn. Dạ. Tuyết nó mua chiếc xe, mẹ nhớ không, nó mua chiếc xe, nó không có nghĩ nó mua nhà, nhưng bữa mình có tâm sự, nó mua chiếc xe xong thì đùng cái nó thấy mấy cái nhà đẹp đẹp, cái đi coi chơi mà rút cuộc cái tự nhiên nó hứng lên nó đòi mua luôn, thì lúc đó nó mua chiếc xe nó mua trả góp đó, mua trả góp. Nhưng mà đùng một cái muốn mua cái nhà thì sao, tụi nhà băng có thấy à mình đang còn thiếu chiếc xe, mình đang còn thiếu mấy cái thẻ, nó nói phải trả hết mấy cái đó đi mới có thể mượn được cái tiền để mà mua cái nhà này đó, đâm ra nó phải cầm tiền mặt
như các bạn, không phải là tiền mặt, nó là tiền mặt nhưng mà nó ký một cái check bao nhiêu tiền nó mà trả đứt chiếc xe luôn, trả hết mấy cái là giặt, thì nhà băng mới thấy là nó không còn thiếu nợ nào gì hết, nó mới cho mượn tiền mua cái nhà này, không hề đơn giản một chút nào. Đúng rồi. Rồi nó kiểm tra thuế hàng năm làm cái gì, tiệm nail ở đâu, làm bao nhiêu tiền thuế, đóng bao nhiêu tiền, income thu nhập hàng năm bao nhiêu, trời ơi, nó kiểm tra kỹ lắm các bạn, không hề đơn giản. Cho nên là khi mua cái nhà rồi các bạn thấy hàng tháng đóng bao nhiêu tiền thì gia đình ở chung thì phải phụ tiền để mà trả phụ cho nó, chứ không ai mà đi ở công không rồi đi ra đi vô tắm rửa cho ăn ngủ này kia mà không phụ nó đồng nào, cái điều đó không bao giờ đúng. Rồi cái đó là cái đời sống bên Mỹ nó như vậy. Thôi cơm ngon quá, bữa nay tâm sự chút xíu, chơi chơi với mẹ chị View chút xíu với các bạn. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe và có sức vượt qua cái trận trận này ha. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye. Bye.